Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là sáng chủ nhật, Sài Gòn bây giờ là 7 giờ hơn, và chúng ta đang ở đây là đường Đề Thám. Và hôm nay có sự tham gia của Nị và bạn đồng nhỏ đi phía trước đây. Chợ Cô Giang chúng ta cũng vài ngày nữa thôi là cũng đã không còn nữa rồi. Hôm nay chủ nhật rảnh rỗi thì mời bà con mình cùng đi ra chợ ăn sáng nha. Đây mình sang cái món gọi là hủ tiếu mì. Hủ tiếu mì của anh Dìn lúc trước ở bán ở hẻm đầu hẻm 41. Bằng đồng mặc áo khoác. Sáng trời hơi mát mát. Anh Dìn bán hẻm 41 và ở mặt đường Cô Giang, nhưng mà chợ cũng sắp nghỉ nên anh về về nhà ở hẻm 103 Cô Giang. 103 thì hẻm đó có sư phụ Kiến Càng ngày xưa, và em cũng đã vô hẻm đó mấy lần ha. Và có rất nhiều cô chú anh chị quan tâm và theo dõi, biết được nhà sư phụ. Thì hôm nay mình cùng đi vô hẻm ha. Cái hẻm đó cũng có nhà của chú Dũng nè, nhà bán hủ tiếu thì nhà số gần đầu hẻm. Rồi nhà sư phụ thì ở trong, và nhà chú Dũng thì số 8. Và chút xíu nữa mình ăn sáng xong mình sẽ đi một vòng ngoài chợ để chúng ta nhìn lại cái hình ảnh của ngôi chợ ngày hôm nay, để ngày hôm sau không còn nữa. Hả? Bánh bò hả? Thôi sáng đi chút về mua. Chợ cũng vắng bớt rồi. Khúc này bán hoa. Đây là giao lộ Đề Thám và Cô Giang. Rồi mình đi một đoạn nữa ta sẽ đến hẻm 103 Cô Giang. Thẳng hướng này mình sẽ đi đến đường Hồ Hào Hớn, Quỳnh Quang Tiên ngày xưa đó. Chào bà cô chú ý đồng. Nắng chói quá. Đây anh đi trước cho. Tới chưa đồng nhớ chỗ không? Mình đi chút xíu nữa bên tay trái nè. Và bên tay phải ngày xưa là cái chung cư Cô Giang. Và ngày hôm nay thì chung cư không còn nữa. Đó lấy hình ảnh của cái nút Building Novaland sắp mọc lên. Ở đây hả? Rồi chúng ta nhìn thấy hẻm 103 nè, có shop Nga nè, và trên là nhà người ta, và kế bên là cái khách sạn mới xây xong. Hẻm buổi tối, đầu hẻm có bán sinh tố. Rồi câu lạc bộ sư phụ Kiến Càng. Thẳng vô hẻm mình sẽ đến quán hủ tiếu của anh Dìn. Bữa nay chủ nhật anh có bán hay không nữa hả? Chủ nhật nghỉ à? Nó bên tay phải rồi, nay nó không bán rồi đó. Số 103 xịt 4.
Rồi anh Vinh nay đóng cửa rồi, nay do bữa nay là ngày trai nên thành ra anh nghỉ, rồi chúng ta đi ra chợ, đi ra chợ mình ăn ở trong chợ nha. Đây là mặt đường Cô Giang nè, buổi chiều bán chè, chè Cô Giang nổi tiếng, chè 85 Cô Giang. Chúng ta đang đi ở trong cái cái vỉa hè. Xíu nữa chúng ta sẽ đi trọn vẹn cái ngôi chợ này với bốn con đường, Cô Bác, Nguyễn Thái Học, một đoạn Nguyễn Thái Học và Cô Giang, rồi Đề Thám. Chúng ta sẽ vô đây nha. Ngồi đâu? Đây đi. Bà ngồi đây nha. Ở đây có nuôi hủ tiếu, bánh canh mì gói, mì. Giờ lấy một cái hủ tiếu dai với lại một cái nuôi. Lấy hủ tiếu dai, lấy thịt thôi. Nước lèo có phèo. Nuôi thì lấy phèo thôi nha, nuôi lấy phèo. Dạ. Đi dài trụng lâu lâu là được à. Hả? À thịt sườn đi. Không lấy giá hẹ luôn. À nít nó ăn. Hả? Con nít ăn nè. Lấy thịt sườn đó. Còn nuôi lấy phèo ha. Phèo với phèo quyết. Ở đây bán bánh nước nè, bên kia bánh cuốn bánh nước. Chào bà cô chú đi. Bạn ta nhìn bên đây có cô bán chè. Cô bán chè sâm Bổ Lượng, rồi xương sa, hạt lựu. Ngoài chợ buổi sáng tấp nập lắm. Ủa qua tháng gì còn bán đây không? Qua tháng gì còn bán đây không? Ủa hết mình mở bán thôi. Dạ. Xăm mình luôn. Bỏ lại cháu của chú luôn. Đây là giờ bán cỡ 2 ngày nữa thôi là chúng ta không còn thấy nữa. Mới gì vậy, ở đâu vậy? Chưa biết hả? Các bạn gặp gỡ người của tôi. Rồi, tô của chúng ta đã ra rồi. Đây là tô nuôi của em, nuôi phèo với lại quyết thôi. Tại đây phèo ngon lắm. Phèo thì rất là nhiều cholesterol nên thật ra cô chú anh chị lớn tuổi thì mình ăn ít thôi, lâu lâu mình ăn một lần cũng không sao. Bạn đồng thì ăn hủ tiếu dai với lại sườn. Cô bán một hai hôm nữa thôi thì chắc có lẽ cô sẽ nghỉ ngơi vài ngày. Bây giờ không biết sẽ đi về đâu. Mời bà con mình cùng ăn sáng nha em nha. Thử miếng phèo. Phèo non á, rất là ngon ngọt. Chấm một miếng nước mắm chanh ớt. Rất là mềm. Quyết. Quyết đây rất là dẻo. Chấm miếng nước mắm mặn mặn chua chua. Rất là ngon.
ngon đậm. Ăn bóng đầu vậy à? Ở đây cô bán từ 5-6 giờ sáng, 5-6 giờ sáng cho đến khoảng 10 giờ là hết rồi. Cầm thôi nha, đừng có thả ra. Bữa nay chúng ta đi chợ sớm nên thành ra không có đông lắm. Hôm nay em đi chợ sớm thì mua lá hương cơ. Chợ này cũng như bao nhiêu chợ khác, cũng có từng sạp, từng khu, hàng khô, hàng cá, hàng thịt, quần áo, khu ăn uống. Chợ đã trải qua khoảng hơn gần 100 năm, hơn 70 năm. Cả 100 năm ở khu vực Cô Giang này nhưng mà không có một cái nhà lồng chợ. Và ngày hôm nay thì chợ chúng ta sắp sửa phải nói lời chia tay. Rớt á. Cầm thôi. Rồi nè. Cầm ơi, cầm ơi. Ngon đồng. Ồ, làm dữ vậy. Cầm thôi nha, đừng có thả ra nó bay á. Rồi, số hình ảnh ở khu vực ăn uống chợ Cô Giang gửi cô chú anh chị và các bạn để chúng ta có dịp mình nhìn lại. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chỗ này chỉ mang tính chất kỷ niệm thôi, chứ sau này chú chị muốn ăn thì không còn nữa. Gửi bay đồng, máy bay đồng, máy bay đồng. Con gì đâu à? Con ong màu xanh á. À, con ong màu xanh lá cây á. Chỉ là con ong thôi mà. Rồi bây giờ xin chào. Rồi hẹn gặp lại các anh chị và bạn trong những video tiếp theo nha. Hồi nữa chúng ta sẽ đi dọc vòng chợ để mình xem toàn cảnh một cách trọn vẹn khu vực chợ Cô Giang này. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bên kia ăn hủ tiếu sạp của cô áo tím tím đó và bây giờ chúng ta lại ngồi bên đây ăn chè, ăn chè của bà. Còn mấy ngày nữa chợ vậy mà bà bán đâu bà? Nghỉ luôn hả bà? Nghỉ dữ già luôn. Về hưu luôn hả? Rồi cái nghề chè này truyền cho ai? Không có đứa nào thèm làm mà chưa. Trời không làm luôn hả? Lắm. Dạ. Khuya. Ai à, thấy chị làm. Ở nhà bà ở đâu lận? Nhà bên quận 2. Quận 2 hả? À? Ồ, đại gia Thảo Điền rồi bán quán chè giải trí. Rồi bán đây cũng mấy chục năm rồi đó. Năm mấy năm. Lúc còn nhỏ là thấy. Năm mấy năm, 53 năm. Chị kia bán heo quay, chị áo xám xám. Chợ này dẹp cũng buồn á. Ủa vậy là chợ này mấy chục năm hả vậy? Chợ này cả 70 năm. 70-80 năm hả? Wow. Kiếm đồng tiền kiếm mà nó cho nhất hết. À, đóng thuế đó giờ mà. Ủa gì nghĩ gì có được bồi thường không? 39 triệu. À đây cô bán bún thịt nướng. Chợ này dẹp rồi, giờ nhà con đi chợ cũng mệt rồi. Nhà con cô bắt nè. Ở đây đã không? Chỗ. Bao nhiêu cuộc sống ở đây ha. Bạn đồng ăn gì vậy? Bạn đồng. Bạn đồng ăn gì? Dạ. Ban hả? À, giờ ban nè. À, em ăn khổ tay không thôi.
Rồi đó, nỉ nỉ. Bà đâu có bò bò đâu. À, bà đồng thích ăn bò bò. Kìa, tay của ba ba kìa. Có nào bò tay với bò bò. À, em mời bà con ăn chè nha. Ông cuộc ta lần này ông bán 75 cũng một năm nó vô chợ lớn mua 95. Đúng rồi. Ừ. Tôi nói đây 75 không mua rồi đi chạy chợ lớn tại vì nó vô cảnh đến hàng cái 8 toa rồi. Tôi tổng mua 95 chợ này. Tôi cũng quên chặn đó nè. Tôi chạy mày mua 1 ký bò bò định mua định chục ký gạo rồi đó. Bò bò mắc gì hay gì? Hồi xưa không có bò bò để ăn. Dạ. Không có gạo đang ăn bò bò. Giờ 1 kg bò 10 kg gạo. Vậy tính ra hồi đó cũng sang. Hồi đó sang. Hồi đó bò bò là vô xô bắt luôn bà. Hồi đó cây bò bò trồng ở đâu? Ở nước ngoài. Ở nước ngoài hả? Tốn công đi á. Tốn tiền xăng. Bữa nay đem đổi đậu nó. Bây giờ tôi còn hai cái đậu đỏ. Đậu chơi đậu nành cũng còn, đậu xanh cũng còn, đậu đen cũng còn. Qua lại nói đem đổi đậu đỏ rồi. Rồi bây giờ chúng ta đi về thôi. Rồi, dẫn bạn nào nhỏ về xíu nữa mình đi về, sẽ đi vào một vòng ngoài chợ nha.